Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Chuyển hướng gần 90 độ, bão Carathon đạt cấp hủy diệt. Sáng ngày 1 tháng 10, Cục Quản lý Thiên văn Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa cho biết bão Carathon mà Philippines còn gọi là Julian đã trở thành một siêu bão và đang di chuyển chậm, gây mưa to, gió lớn và ngập lụt tại nhiều khu vực của nước này. Pagasa ước tính sức gió mạnh nhất gần tâm bão lên tới 185 km/h, tương ứng với cấp 16 theo thang sức gió Beaufort mở rộng mà Việt Nam sử dụng. Tốc độ gió giật lên tới 230 km/h trên cấp 17. Trong đêm 30 tháng 9, Carathon di chuyển theo hướng Tây, nhưng đến rạng sáng ngày 1 tháng 10 đã bắt đầu chuyển hướng gần 90 độ. Hiện bão Carathon di chuyển theo phía Tây Bắc với đường đi gần như tạo thành một góc vuông với đường đi tối hôm trước. Pagasa cũng cảnh báo sẽ có lượng mưa lớn đổ xuống nhiều vùng ở Philippines, với gió mạnh càn quét nhất là khu vực ven biển và vùng núi tiếp xúc với gió. Những cơn gió giật mạnh đến cấp bão cũng có thể xảy ra ở vùng Ilocos, Cordillera, Calabazon, phần phía Bắc và phía Đông của thung lũng Cagayan, phần phía Đông của các tỉnh Isabela, Aurora, Zambales, Bataan, Romblon, Camarines Norte và cả siêu đô thị Manila. Ngoài ra, một số khu vực ven biển có thể bị ngập lụt, có nguy cơ trung bình đến cao về sóng lớn, đe dọa tính mạng trong 48 giờ tới trên các địa phương ven biển trũng thấp hoặc lộ thiên của quần đảo Batanes và Babuyan. Như vậy, sau khi quay ngoắt 90 độ, bão Carathon đạt cấp hủy diệt. Trước tình hình phức tạp đang diễn ra, khi bão Carathon mạnh cấp 16 trên cấp 17 đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 5 trong năm 2024. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành công điện chỉ đạo ứng phó. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Carathon đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 5 trong năm 2024. Hồi 10 giờ ngày 1 tháng 10, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 119,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, 184-201 km/h, giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km/h. Có nhiều tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa rông trên biển. Hiện tại, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19-22 độ Vĩ Bắc, nối với cơn bão số 5 lúc 07 giờ, có vị trí vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 119,6 độ Kinh Đông. Để chủ động ứng phó với diễn biến ảnh hưởng của bão, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công điện số 7341 CDBNNDD ngày 30 tháng 9 năm 2024, đề nghị các bộ ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định. Để chủ động ứng phó với diễn biến ảnh hưởng của bão, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các bộ ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, phía Bắc vĩ tuyến 18,0, phía Đông kinh tuyến 116,5. Vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài Thông tin Duyên Hải và các cơ quan thông tin đại chúng, từ trung ương đến địa phương, tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai. Trở lại với đường đi di chuyển phức tạp của bão Carathon, dự kiến đến đầu ngày 2 tháng 10, bão tiếp tục bẻ hướng về phía đông bắc, hướng thẳng vào Đài Loan, Trung Quốc, đổ bộ dọc bờ biển tây nam của đảo này vào sáng hoặc chiều cùng ngày. Sau đó, Carathon sẽ băng qua địa hình gồ ghề của Đài Loan trước khi trở lại vùng biển phía đông Đài Loan vào tối mai hoặc sáng sớm ngày 3 tháng 10. Carathon dự kiến tiếp tục di chuyển về phía đông bắc hướng tới biển Hoa Đông, sau đó chuyển hướng tây bắc vào ngày 4 tháng 10 khi di chuyển qua biển Hoa Đông. Carathon vẫn có khả năng tăng cường trong ngày 1 tháng 10 và đầu ngày 2 tháng 10, sau đó có thể yếu đi một chút ngay trước khi đổ bộ vào đảo Đài Loan và suy yếu thành bão nhiệt đới mạnh khi đi qua đảo này. Cơn bão Carathon mang trong mình sức hủy diệt tiềm tàng và cần có sự chuẩn bị đón bão từ phía người dân. Mới đây, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ là trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang có hai cơn bão và hai áp thấp nhiệt đới hoạt động.
Mặc dù các cơn bão này được dự báo sẽ di chuyển xa khỏi Biển Đông, nhưng chúng là tín hiệu rõ ràng cho thấy mùa bão khốc liệt đang cận kề. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2024, dự báo sẽ có khoảng 4 đến 5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên khu vực Biển Đông. Bên cạnh đó, ông Khiêm cũng cảnh báo rằng đỉnh lũ cuối năm 2024 tại các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có thể đạt mức báo động 2 hoặc cao hơn. Tại sông Cửu Long, lũ sẽ đạt mức báo động 1 đến báo động 3 trong thời gian tới. Đỉnh lũ năm nay dự kiến sẽ đạt mức cao nhất trong khoảng 4 năm gần đây, chỉ thấp hơn năm 2018. Đáng chú ý, miền Trung cần rà soát các phương án phòng chống lũ lụt để sẵn sàng ứng phó trong các tháng cuối năm. Phân loại cấp độ rủi ro thiên tai áp thấp nhiệt đới, bão. Theo quyết định 18 ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, có 3 cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới, bão, cấp độ 3, cấp độ 4 và cấp độ 5. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định cho từng loại thiên tai và công bố cùng nội dung bản tin dự báo, cảnh báo về thiên tai. Cấp độ rủi ro của mỗi loại thiên tai được phân tối đa thành 5 cấp và được gắn với một màu đặc trưng trên các loại bản đồ, theo mức độ tăng dần của rủi ro thiên tai. Cụ thể, cấp 1 màu xanh dương nhạt là rủi ro thấp, cấp 2 màu vàng nhạt là rủi ro trung bình, cấp 3 màu da cam là rủi ro lớn, cấp 4 màu đỏ là rủi ro rất lớn, cấp 5 màu tím là rủi ro ở mức thảm họa. Cấp độ rủi ro của hai hay nhiều thiên tai xảy ra đồng thời hoặc liên tiếp có thể điều chỉnh tăng lên một cấp dựa trên tác động của thiên tai. Trong trường hợp có nguy cơ xảy ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cấp độ rủi ro có thể được xem xét tăng lên 2 cấp, cao nhất là cấp 5. Rủi ro thiên tai cấp độ 3 gồm các trường hợp sau. Dự báo áp thấp nhiệt đới, bão cấp 8, cấp 9 hoạt động trên Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, vùng biển ven bờ, đất liền khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ. Dự báo bão mạnh cấp 10, cấp 11 hoạt động trên Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, vùng biển ven bờ, đất liền khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Dự báo bão rất mạnh cấp 12, cấp 13 hoạt động trên Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Rủi ro thiên tai cấp độ 4 gồm các trường hợp sau. Dự báo bão mạnh cấp 10, cấp 11 hoạt động trên đất liền khu vực Nam Bộ. Dự báo bão rất mạnh cấp 12, cấp 13 hoạt động trên vùng biển ven bờ, đất liền khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Dự báo bão rất mạnh từ cấp 14, cấp 15 hoạt động trên vùng biển ven bờ, đất liền khu vực Đông Bắc Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Dự báo bão cấp từ 14 trở lên hoạt động trên Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Rủi ro thiên tai cấp độ 5 gồm các trường hợp sau. Dự báo bão rất mạnh cấp 12, cấp 13 hoạt động trên đất liền khu vực Nam Bộ. Dự báo bão rất mạnh cấp 14, cấp 15 hoạt động trên đất liền các khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ. Dự báo siêu bão từ cấp 16 trở lên hoạt động trên các vùng biển ven bờ, đất liền khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ. Trong tình hình thực tế hiện nay, những hậu quả của cơn bão số 3, bão Yagi vẫn còn đó thì xuất hiện bão Carathon quả là điều hết sức nguy hiểm. Bão Carathon là siêu bão thứ 5 tấn công Biển Đông sau Yagi. Với sức gió mạnh đến cấp 16 giật trên cấp 17, Carathon được xếp vào loại siêu bão, chỉ đứng sau siêu bão Yagi, cơn bão mạnh đầu tiên tấn công khu vực này trong năm nay. Lúc 4 giờ sáng, vị trí tâm bão Carathon được xác định tại tọa độ 20,6 độ Vĩ Bắc và 119,8 độ Kinh Đông, thuộc vùng biển phía đông bắc của Biển Đông. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 5 km/h, gây ra sóng biển cao từ 7 đến 9 mét và biển động dữ dội. Theo dự báo, bão Carathon sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đất liền của Việt Nam. Đến 4 giờ sáng ngày 2 tháng 10, vị trí tâm bão sẽ ở 21,7 độ Vĩ Bắc, 119,6 độ Kinh Đông, tiếp tục duy trì sức mạnh cấp 16 giật trên cấp 17, với tốc độ di chuyển 5 km/h. Trong 24 giờ tới, siêu bão này được dự đoán sẽ di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ tăng lên 10 km/h và tiến thẳng đến đảo Đài Loan, Trung Quốc, nơi có khả năng suy yếu dần. Trong khoảng thời gian 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão Carathon dự kiến sẽ di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi thêm khoảng 10 km và suy yếu thêm khi ra xa Biển Đông. Tuy nhiên, ảnh hưởng của bão vẫn rất lớn đối với vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Với gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm bão có sức gió lên tới cấp 14-16 và giật trên cấp 17.
Bên cạnh đó, các lực lượng cứu hộ cứu nạn cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp cần thiết. Bộ Ngoại giao và các cơ quan truyền thông cũng được yêu cầu tăng cường cung cấp thông tin về bão để người dân và chính quyền địa phương có thể kịp thời ứng phó. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là khu vực phía Bắc vĩ tuyến 18,0 và phía Đông kinh tuyến 116,5. Vùng nguy hiểm này có thể được điều chỉnh trong các bản tin dự báo sau. Việc chuẩn bị đối phó với bão Carathon hiện đang được triển khai đồng bộ để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!